Đây là người đàn ông keo kiệt nhất thế giới, anh ta đi siêu thị không bao giờ phải trả tiền. Bởi vì ông có cả sấp phiếu khuyến mãi để tiêu tốn một đống thời gian của cô Thu Ngân. Cao cấp hơn nữa, người đàn ông này đã sống trên đời 40 mùa xuân xanh nhưng ông chưa phải tiêu một đồng nào. Vì thế ông đã trở thành triệu phú kẻ xỉ. Bạn có muốn biết làm thế nào để kẻ xỉ như ông ấy không? Hãy cùng mình đón xem bộ phim Người đàn ông keo kiệt này nhé! Mở đầu phim là cảnh hai vợ chồng trẻ đang tranh luận với nhau về một khoản nợ khổng lồ lên đến triệu đô của họ vì tội mua sắm phung phí. Tuy nhiên, điều họ không ngờ đến là cậu con trai trong bụng mẹ đã nghe được toàn bộ những điều đó. Vì chưa sinh ra đã kế thừa khoản nợ cả triệu đô nên sau khi anh ta sinh ra, cậu bé đã khiến người ta bất ngờ vì tính kẻ xì của mình. Kem đánh răng phải dùng kim bóp đến giọt cuối cùng, bàn chải đánh răng bị tòe lông lá lồm xồm cũng không bỏ qua. Lần đầu tiên hẹn hò với bạn gái đi xem phim, kết quả lại ngồi trước cổng rạp chiếu phim cả buổi chiều, xem trailer quảng cáo, một xu không tiêu thì không nói, còn ăn hết gói kẹo của người ta. Sau khi trưởng thành, anh lại càng kẻ xì hơn, trình độ ngày càng nâng cao. Là một thành viên trong ban nhạc của thị trấn, Phang Xoa đi dạy đàn cho trẻ em. Ngoài việc thu học phí, đến một đồng lẻ của lũ nhóc cũng không bỏ qua. 5 euro tiêu vặt của bọn trẻ anh cũng lột. Đi xe buýt anh cũng không nỡ, có ra thế nào cũng phải đi bộ. Về đến nhà không bật đèn mà dùng nhờ đèn đường để sinh hoạt. Khi ăn cơm cũng phải chất chiêu từng chút. Thậm chí anh còn ưu tiên sử dụng những đồ quá hạn sử dụng vì đồ đó anh xin được không phải bỏ tiền mua. Điều kinh điển nhất là Phang Xoa từng không bỏ tiền ra để mua 3 con sói mà dùng hàng hết hạn người ta đã vứt bỏ. Chính điều đó đã gây ra một rắc rối vô cùng lớn cho anh sau này. Với sự tiết kiệm tuyệt đối này, Phang Xoa không những trả hết nợ mà còn tiết kiệm được một số tiền khổng lồ 240 euro. Nhưng đối với Phang Xoa như thế vẫn là chưa đủ, anh vẫn quyết tâm phải tiết kiệm thêm một chút nữa. Với bản tính kẹt xì của mình nên Phang Xoa chưa bao giờ kết bạn, bạn bè đối với anh là một thứ đồ xa xỉ. Có lẽ vì vậy mà hơn 40 nồi bánh chưng rồi nhưng Phang Xoa vẫn độc thân toàn tập. Cho đến khi ban nhạc mới chuyển đến một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tên là Valerie. Cô ấy vô cùng ngưỡng mộ tài chơi đàn violin của Phang Xoa. Trong một lần luyện tập, Valerie chủ động mời Phang Xoa cùng đi ăn cơm. Không ngờ Phang Xoa lập tức bỏ chạy, bởi vì ăn cơm phải tiêu đến tiền. Nhưng dưới sự khuyên nhủ của cố vấn tài chính, anh quyết định hẹn hò cùng Valerie. Thế nhưng, cho dù là hẹn hò, anh ta cũng phải nghĩ cách không phải tiêu tiền. Anh tìm đến một chủ tiệm bán đồ ăn sáng, lấy lý do dừng dạy học đàn cho con họ ra trao đổi, kêu họ tài trợ một bữa tối cho mình. Ngày hôm sau, anh đưa Valerie đến quán. Kết quả cô nói rằng mình bị dị ứng với bột mì, dị ứng với cả trứng, căn bản không thể ăn ở đây. Cô gợi ý sang nhà hàng hải sản Ý đối diện. Phang Xoa nghe xong lập tức đổ mồ hôi hột. Đã món Ý rồi, còn hải sản nữa, đây rõ ràng là con cá mập ăn tiền mà. Nhưng vì thể diện anh vẫn phải bước vào mồm con cá mập đó cùng với Valerie. Nhìn một lượt đơn giá trên menu, Phang Xoa bắt đầu đứng ngồi không yên. Anh quyết định không gọi món, nhưng Valerie thì lại rất hào phóng mà gọi không cần nghĩ. Cuối cùng Valerie gọi đồ hết 110 bảng Anh, còn Phang Xoa chỉ ăn một mẫu bánh bao có ở trên bàn. Khi thanh toán, Phang Xoa ngây cả người. Từ bé đến nay anh chưa từng tiêu nhiều tiền đến vậy. Anh tức giận đâm cái dĩa vào chân phục vụ, sau đó nhét hóa đơn vào miệng Valerie, rồi chạy đến cửa sau nhà hàng, dùng chiếc rìu phá cửa ra ngoài. Tuy nhiên tất cả chỉ là tưởng tượng của anh mà thôi, còn thực tại, nhân vật chính của chúng ta đang nhảy số, xem phải làm thế nào để không phải tiêu số tiền đó. Anh lập tức đứng lên đi vào nhà vệ sinh, kéo dài thời gian để nghĩ cách. Quả nhiên anh đã nhìn thấy hệ thống chữa cháy trên đầu. Anh nhanh chóng kích hoạt vòi chữa cháy, khiến cả nhà hàng bị vòi chữa cháy làm cho ướt như chuột lột. Với Phang Xoa thì điều này có là gì so với 110 bảng anh kia? Anh thành công đi ra khỏi nhà hàng mà không tốn một đồng nào. Nhận thấy kết bạn, yêu đương quá tốn tiền, vì vậy Phang Xoa quyết tâm ở vậy cả đời. Anh ở vừa bước về nhà thì đã gặp một cô gái đang đứng chờ ở cửa. Cô gái giới thiệu mình là con gái thất lạc nhiều năm của anh. Lục lại trí nhớ, Phang Xoa nhanh chóng nhớ ra là lần lên giường duy nhất đó với mối tình đầu. Không ngờ chất lượng của 3 con sói hết hạn lại cho anh một bất ngờ đến vậy. Anh tức tốc gọi điện lại cho mối tình đầu xác nhận sự thật. Cô nói với Phang Xoa, năm ấy sau khi chia tay, cô ấy đã một mình nuôi con gái khôn lớn, để không làm tổn thương đến hình tượng bố trong lòng cô bé. Cô giả vờ rằng Phang Xoa là một nhà từ thiện. Ông ấy kẹt xì như vậy là vì muốn dành tất cả số tiền tiết kiệm để giúp đỡ những người khó khăn. Cô cầu xin Phang Xoa giữ kín bí mật này, đừng khiến con gái phải thất vọng. Phang Xoa không muốn sống cùng cô con gái, nuôi con phải tốn cả đống tiền. Nhưng khi cô con gái đề nghị mình sẽ đóng tiền nhà 120 euro, 140 euro vậy chốt đơn nhà. Được thôi, lau ra biết bố mình rất kẹt xỉ nhưng không ngờ rằng lại kẹt đến vậy. Khi cô mở rèm chuẩn bị tắm, kết quả trên tường dán đầy giấy nhớ, toàn bộ đều nhắc nhở cô chú ý dùng nước tiết kiệm, không được ngày nào cũng gội đầu. Có thể dùng lại nước để tưới hoa, chỉ được tắm đúng 2 phút. Nhưng lau ra không quan tâm được nhiều như vậy, bởi 2 phút còn không đủ để rửa cái mặt. Rất nhanh tiếng vòi nước trong nhà tắm vừa vang lên. Phang Xoa đã vội chạy ra ngắt điện, rồi nghe lén. Sau đó chạy đến đồng hồ đo nước, nhìn thấy nó quay nhanh đến nỗi sắp bốc khói đến nơi, Phang Xoa quả quyết tắt đường ống nước đi. Lau ra cả người toàn bọt bước ra khỏi bồn tắm, nhìn thấy tuýp kem đánh răng bị bóp méo, cô cười không được mà khóc cũng không xong. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, để tránh cô bật đèn linh tinh,
Phong Gia đã tháo toàn bộ bóng đèn ra cất đi, còn dán chi chít những quy định tiết kiệm trong nhà. Lao Gia không hề tức giận, dù sao thì cô cũng được biết ông tiết kiệm cũng là vì người khác, cô lại càng ngưỡng mộ ông hơn. Đến buổi tối, một đám người cả đàn ông đàn bà xông đến nhà, họ đến để nhắc nhở Phong Gia trả nợ. Sống ở đây được mười mấy năm, Phong Gia chưa từng đóng một đồng phí cơ sở vật chất nào. Mọi người nhất trí quyết định tối nay cho dù có ra sao, Phong Gia nhất định phải nộp khoản tiền này. Phong Gia hết cách đành phải lên lầu lấy tiền. Nhưng đến khi anh quay lại phòng khách, mọi người lại rất cung kính nể phục. Họ nói Phong Gia quá khiêm tốn rồi, làm từ thiện cũng không nói cho mọi người biết. Thì ra Lao Gia nghe mấy người này chế giễu rồi nói xấu bố mình. Thế là đã nói rằng Phong Gia vốn dĩ tiết kiệm như vậy, hoàn toàn là vì ông vẫn đang âm thầm giúp đỡ những người khó khăn. Các ông, các bà nghe xong thì quay ngoắt 180 độ. Họ cùng quyết định tạm hoãn tiền nợ của Phong Gia, đợi đến khi có tiền rồi nộp cũng không sao. Phong Gia không hề giải thích, hoan hỉ tiễn mọi người ra về. Sau khi đóng cửa thì lập tức tắt tất cả bóng đèn đi. Trong bóng tối mập mờ, Lao Gia kể cho anh chuyện hồi nhỏ của mình. Từ nhỏ cô đã rất nể phục anh, coi anh như là niềm kiêu hãnh của mình. Phong Xoa có chút áy náy, nhưng cũng không nói gì thêm. Rất nhanh chuyện Phong Xoa giúp đỡ những trẻ em nghèo đã lan truyền khắp con phố này. Những người trước đây coi thường và hay mắng chửi anh, giờ đây lại rất vui vẻ, hòa nhã, tôn sùng anh. Một ông lão cũng tình nguyện tặng anh một chiếc xe, còn chủ động sửa cổng nhà cho anh. Phong Xoa kẹt xỉ đến sức lao động của người già cũng không bỏ qua, ông có thể tiện sửa mái nhà cho tôi không? Có mấy viên ngói cần thay rồi. Sự xuất hiện của Lao Gia đã khiến cho mối quan hệ của Phong Xoa với hàng xóm ngày càng tốt hơn. Nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo mới khiến Phong Xoa phải hoàn toàn sụp đổ. Sắp đến buổi biểu diễn, Phong Xoa nhận được cuộc gọi từ con gái. Hàng xóm nghe tin anh đi làm từ thiện nên đã dẫn gia đình đến nhà anh để xin giúp đỡ. Cô con gái nhiệt tình đón tiếp, còn tìm được tiền riêng của anh chuẩn bị giúp đỡ. Khi nghe tin tiền của mình sắp bị ra đi, Phong Xoa vội vàng tăng tốc độ của buổi biểu diễn lên nhanh nhất có thể. Nhạc trưởng cũng không thể theo kịp tiết tấu của anh, tất cả các thành viên ban nhạc cũng phải tăng tốc độ để bắt kịp với anh. Vậy là bản nhạc 12 phút đã được Phong Xoa kéo xong trong vòng 4 phút. Sau buổi biểu diễn, anh liền ngồi xe của Valerie về nhà. Giây phút anh mở cửa ra, công sức tiết kiệm bấy lâu nay bỗng đổ sông đổ bể, đèn trong nhà bật sáng trưng, thậm chí còn kéo sang nhà hàng xóm để thắp sáng bóng đèn trang trí. Nhìn một đống trẻ con làm loạn cả căn nhà của mình lên, tim của Phong Xoa như ngừng đập, chân mềm nhũn rồi tụt huyết áp mà ngất xỉu. Ngày hôm sau, khi Phong Xoa tỉnh lại phát hiện Valerie đang ngồi cạnh chăm sóc mình. Cô cũng nghe nói câu chuyện của anh mà đến đây, hy vọng anh có thể tham gia buổi từ thiện của mình. Vừa nghe nói lại phải tiêu tiền, Phong Xoa lập tức rụt tay lại, suy nghĩ hồi lâu. Anh không nỡ bỏ ra một đồng nào, càng chưa từng nghĩ đến việc quyên góp tiền, nhưng vẫn không vượt qua được cái miệng dẻo của Valerie. Cuối cùng anh vẫn phải đưa con gái đi tham gia buổi từ thiện này, thật vinh dự anh còn được mời lên để diễn thuyết, để kể về câu chuyện đi từ thiện của anh ở những vùng khó khăn. Hết cách, Phong Xoa đành phải tưởng tượng ra câu chuyện của mình. Phong Xoa biết rằng mọi chuyện đều là nói dối, nhưng nói mãi đến bản thân cũng không kìm được nước mắt. Có thể là cảm động vì câu chuyện mà mình bịa ra, cũng có thể là buồn vì mình sắp phải tiêu tiền. Tôi muốn quyên góp một tờ phiếu trị giá 3.000 euro. Dưới sự hô hào của mọi người, Phong Xoa nén cơn đau xé tờ phiếu trị giá 3.000 euro ra giơ nó trước mặt, rồi kêu gọi mọi người nên quyên góp nhiều tiền thêm. Thế nhưng, một giây sau, anh lập tức chạy vào nhà vệ sinh, xé tờ phiếu rồi bỏ vào bồn cầu. Nhưng trùng hợp là, một mảnh giấy còn sót lại trên sàn, bị Lao Gia vô tình nhặt được. Lần này cô cũng hiểu, thì ra bố mình không phải là một nhà từ thiện, mà là một tên đàn ông kẹt xỉ siêu cấp. Cô không thể chấp nhận được chuyện này nên đã bỏ nhà ra đi. Thấy con gái không về nhà, Phong Xoa cũng bắt đầu lo lắng. Trải qua một thời gian ở cùng nhau, anh cũng đã quen với sự tồn tại của cô. Cuối cùng anh tìm được Lao Gia trong bệnh viện nơi cô làm việc. Khi ấy cô đang nằm trên giường bệnh điều trị. Cô mắc phải căn bệnh nghiêm trọng về thận, thời gian còn lại không còn nhiều nữa, vì vậy mới đến đây gặp bố lần cuối, hy vọng có thể cảm nhận một chút tình cảm của anh. Thế mà Phong Xoa lâu nay tưởng rằng con gái đến với mình là vì tiền. Phong Xoa hỏi mẹ cô tại sao không nói với anh sớm. Cô nói rằng nếu khi ấy nói chuyện này với anh nhất định sẽ không tin, thậm chí còn nghi ngờ mục đích Lao Gia tìm đến anh. Phong Xoa quyết định tặng cho cô con gái một quả thận. Cuộc phẫu thuật thành công, hai bố con bình an, tình cảm của hai bố con cũng tốt hơn trước. Khi anh đang ở nhà tĩnh dưỡng thì gia đình người đàn ông được Lao Gia dùng danh nghĩa của anh để cứu trợ đã đến cảm ơn anh. Nhờ có anh mà gia đình họ đã ổn định và không phải rời xa nhau. Điều đó làm Phong Xoa cũng hiểu ra được rằng cho đi cũng là một niềm vui. Vài tháng sau, Phong Xoa hồi phục sức khỏe, bị Lao Gia đưa đi quyên góp tiền giúp đỡ trẻ em nghèo, nhằm biến câu chuyện bị đặt của anh trở thành sự thật. Tình cảm của Phong Xoa và Valerie cũng càng ngày càng tốt lên. Bộ phim đến đây là hết rồi, bạn có người nào đạt trình độ thượng thừa như nhân vật chính này chưa? Hãy để lại dưới bình luận nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.